Vâng, xin được kính chào tất cả các bác quay trở lại kênh YouTube Hiền Thanh Audio. Sau những ngày chờ đợi thì em Hiền xách tay về được 5 bộ micro AKG, một trong những thương hiệu âm thanh cực kỳ nổi tiếng trên thế giới. Và em Hiền cũng nói sơ qua về thương hiệu này để tất cả các bác chúng ta cùng biết và cùng cảm nhận. Thương hiệu AKG đó chính là một hãng âm thanh cực kỳ là nổi tiếng của Áo, chuyên sản xuất tất cả các linh kiện, các thiết bị âm thanh, đặc biệt là micro. Thì AKG nó là một cái thương hiệu cực kỳ đắt đỏ đối với người dân Việt Nam cũng như là tất cả các anh chị em chơi âm thanh, sử dụng âm thanh ở trên thế giới. Và vào những năm trước đây, AKG đã được hãng Harman Kardon của JBL mua lại cái thương hiệu này, và hiện nay đã được sáp nhập tại một cái thương hiệu của Harman. Đó là một cái thương hiệu cao cấp của JBL tại Mỹ các bác nhá. Chính vậy mà để giảm thiểu về cái giá thành, giảm thiểu về cái chi phí và đưa đến người dân những phân khúc bình dân nhất, thì hiện nay hãng AKG đã đưa ra một cái mức chi phí rất là thấp. Đấy, chỉ tầm khoảng 700-800 đô la Mỹ một sản phẩm AKG ZS99 này, và được sản xuất và lắp ráp toàn bộ tại Đài Loan theo công nghệ, theo linh kiện và tiêu chuẩn của Mỹ. Vì vậy, con micro này cũng đã được ra mắt vào cuối năm 2021, đầu năm 2022. Và đây chính là một cái bản demo giới thiệu ra cho tất cả các đàn anh, đàn chị ở các hãng âm thanh lớn trên thế giới. Người ta cùng cảm nhận, chúng ta cùng test và cùng nhận xét xem bộ micro này với mức giá mới tầm khoảng 16-18 triệu tiền Việt thì liệu nó có cao quá hay không, hay là với mức giá này nó rất hợp túi tiền đối với người dân ở trên thế giới đi làm show, làm sự kiện cũng như là người Việt Nam nói chung đó. Và ở bộ micro này thì em Hiền cũng đã được một người Anh đấy xách tay về Việt Nam có tầm khoảng 5 bộ, còn đẹp tinh tươm, còn đẹp xuất sắc, và có một bộ micro đấy nó có hơi chảy chụa, nó hơi xước sát và nó bị còn bị nứt kính này, thì em sẽ thanh lý cho các bác với giá rất rẻ, chỉ có tầm khoảng đôi triệu bạc thôi. Rất mong tất cả các bác, ai là những người đang xem video bên kênh của Hiền Thanh Audio, các bác nán lại đôi chút để em Hiền sẽ giới thiệu rất là nhanh, rất là ngắn gọn để tất cả các bác chúng ta cùng được xem các bác nhé. Đối với mặt của đầu thu micro AKG hãng Harman Kardon ZS99 này thì tất cả đấy, kính của nó là một cái kính màu đen kết hợp với lại mặt phay nhôm đấy, màu đen nhám, cực kỳ đẹp và thẩm mỹ. Và với công nghệ định vị sóng 1 giây, nó giúp cho bộ micro này hoạt động hoàn hảo ở cái tầm khoảng 100-300 mét. Đây chính là một cái tin rất là vui dành cho tất cả các bác đi làm show, đi làm sự kiện lớn vừa và nhỏ, các bác làm đám hiếu đám hỉ, bởi vì với mức giá rất hợp lý dành cho tất cả các bác. Đấy, chỉ như một bộ mic bình dân, một bộ mic bình thường thì các bác cũng đã có quyền sở hữu một bộ micro AKG với một cái chất và một cái nét cực kỳ là đẹp. Đấy, chất âm của nó ra cực kỳ là hay luôn các bác nhá, bởi vì dòng này nó đang sử dụng một cái cơ chế hoạt động của hãng Harman Kardon. Chính vì vậy mà chất âm rất sâu, rất ấm đấy, và nó cũng rất là nhẹ, dễ hát. Và với công nghệ lọc tạp âm, khử tiếng ồn đấy, và với công nghệ thu phát gốc, nó cho các bác một cảm giác là tất cả những âm thanh ồn ào, những âm thanh nó bị tác động ở bên ngoài, nó rất ít khi nó thu vào trong cái bộ micro này. Và hơn thế nữa, với công nghệ âm thanh thu phát gốc, tức là ở một cái cự ly rất là xa, các bác đi xa, các bác hát nó sẽ không bị méo tiếng, nó sẽ không bị dồn âm. Và đặc biệt bộ micro này nó với những tính năng cực kỳ hiện đại, ví dụ như gia tốc, tự ngắt, đấy, cảm biến chống rơi, cảm biến chống sốc đấy, và nó có cả cái cảm biến ngủ đông. Khi mà các bác sử dụng bộ micro này, các bác quên tắt điện trong vòng tầm khoảng 15-20 phút, người ta sẽ có một cái cảm nhận là bộ micro này sẽ tự động nó tắt điện. Thì các bác biết lý do tại sao. Đây chính là một cái cơ chế rất thông minh để cho tất cả các bộ micro, không may mà các bác để quên thì những dòng micro khác nó sẽ ăn hết cái pin đó. Và những pin khô thì không sao, những pin mà các bác sử dụng là pin ướt, pin rẻ tiền, thì lập tức là cái acid nó sẽ bị chảy ra, và nó chảy vào trong mên thì ăn mòn cái mên, thì cơ hội của bác sửa chữa là gần như là không có. Thì cái cơ chế ngủ đông này thì nó sẽ là một cái cơ chế cực kỳ hay để đảm bảo cho các bác về cái tuổi thọ sử dụng lâu dài, và rất ít khi nó là làm kiệt cái pin khi chúng ta không sử dụng. Và tay chân của nó, đây là những bộ micro còn đẹp xuất sắc các bác nhá, còn đẹp xuất sắc gần như là đến tầm khoảng 90-95%, 95-97%, nó cực kỳ là đẹp, còn nguyên hộp,
còn nguyên kiện, bởi vì những bộ micro này trước đây em Hiền nhập về thì số lượng nó nhiều, sẽ có rất nhiều những bộ nó xấu, những bộ nó bị mất hộp, mất phụ kiện zin như thế này các bác nhá. Đấy, dây 6 ly của nó thì nó còn có một cái lớp mạ vàng 14 carat rất là mỏng để tránh tình trạng nó bị sôi, bị ù, nó bị tiếp xúc kém. Và nguồn đó là nguồn adapter autovol các bác nhá. Nguồn này của nó các bác yên tâm là các bác sử dụng là nó không bao giờ bị sôi ù. Chống lăn của nó là chống lăn xịn và anten của nó cũng là anten theo bộ, từng bộ một. Đấy, tay chân thì những bộ đẹp thì em đã sắp sẵn ra đây rồi. Và các bác có thể nhìn thấy đây chính là cái hộp của bộ micro đây. AKG này, các bác nhìn thấy không? Bài Hackman. Đấy, US99 cardioid. Các bác nhìn thấy là đây chính là cái bộ nguyên bản và bộ zin của nó. Và các bác có thể nhìn thấy cái tay của nó nhìn rất chuyên nghiệp, giống y hệt như tay của dòng micro Sennheiser. Cầm nắm rất là đầm, rất là chắc. Dòng này là dòng đuôi chuột các bác ơi, dòng đuôi chuột. Và một tính năng thêm để cho tất cả các bác chúng ta cùng được biết. Đấy, dòng côn này thì nó là một cái dòng côn của hãng Hackman. Nó sản xuất theo cơ chế hoạt động của Hackman, lọc tạp âm, khử tiếng ồn, nhưng hát nó lại không nặng. Và nó đang sử dụng cái dòng côn Smart. Đấy, khi mà các bác sử dụng không may các bác va chạm thì cái côn này của nó là nó sẽ tạo ra một cái độ rung lắc, là nó sẽ hạn chế tối đa về những cái lực ngoại biên nó tác động vào cái tai mic này. Nó sẽ gây ra những tiếng nó lục khục, những tiếng ồn, những tiếng nổ lên loa. Thì côn này của nó là sẽ có một cái bóng hơi nó nằm ở bên trong chân côn này các bác này. Và trong quá trình sử dụng thì ví dụ như mà nó có nặng tiếng quá thì các bác có thể nhấc cái côn này lên, nó sẽ nâng lên cho các bác được tầm khoảng 2 ly. Và khi các bác ấn xuống nó sẽ tụt xuống các bác tầm khoảng 2 ly, thì nó sẽ giảm được cái độ nhạy, giảm cái độ tương tác âm thanh trực tiếp vào cái côn này. Và các bác nhìn thấy cái côn thật sự như một khối vàng 24 carat, cảm giác rất là chất. Và cho các bác xem qua đây, dòng này thì theo cái tiêu chuẩn và cái cơ chế bảo hành của bộ micro theo hãng đang đề ra là tầm khoảng 36 tháng các bạn. Thì các bác có thể nhìn thấy là con này nó được bảo hành đến tầm khoảng năm 2023, năm 2024 luôn, tức là bảo hành 36 tháng, mà sản xuất ra năm 2021 nhưng mà bảo hành đến năm 2024. Và những bộ micro này thì gần như là em lấy được trong cái hội triển lãm đấy, demo và giới thiệu sản phẩm năm 2022 tại thị trường của Đài Loan. Và bộ micro này cho các bác xem qua và em sẽ test tiếng để báo giá cụ thể luôn cho tất cả các bác chúng ta cảm nhận nhé. Ở đầu tiên thì chúng ta sẽ cảm nhận thấy là đây chính là một cái đầu thu của nó rất là chất các bạn. Đầu thu của nó rất chất. Đấy. Đầu thu của nó các bác có thể nhìn thấy đâu. Đấy, display A, display B này, AKG. Đấy, mặt mũi của nó thì rất đẹp, gần như là không có xước sát gì. Ruột gan của nó thì các bác nhìn thấy là gần như là trải dài kín hết cả chiếc đầu thu này. Và với một cái công nghệ đấy, sóng đa cấp, tức là nó có một cái cấp độ đầu tiên là cấp độ chạy điện áp 12V, và cấp độ thứ hai là chạy 24V, và cấp độ thứ ba là chạy khuếch đại lên đến 36V. Thì các bác biết là cái nguồn của nó, adapter nó phải đảm bảo của nó đầy đủ. Đấy, nó chạy 4 hộp sóng to như 4 bao thuốc lá và tất cả những cái con tụ nhôm. Đấy, cũng như là cái nội thất của nó rất chi tiết. Và dòng này của nó là dòng đời cao rồi. Đấy, chính vì vậy mà nó sẽ giảm thiểu tất cả những cái tính năng rườm rà để tránh tình trạng nó sẽ bị lỗi vặt các bạn ạ, rất ít lỗi vặt luôn. Và bộ micro này nó design by USA, made in Taiwan, tức là con này của nó sản xuất toàn bộ theo công nghệ của Mỹ. Đấy, được lắp ráp tại Đài Loan. Đấy, các bác nhìn thấy là hai anten, hai bên là 4 anten. Đấy, sóng thì có thể đảm bảo cho các bác ở những không gian rộng, không có vật cản. Đấy, ít người thì đạt tầm khoảng 200 cho đến 350 mét, còn ở những cái không gian mà nó đang sử dụng những cái không gian mà ít người, đấy, ít vật cản thì có thể đảm bảo cho các bác tầm khoảng từ 100 cho đến 150 mét vẫn cứ ok các bác nhá. Đây là những bộ đẹp xuất sắc em để cho các bác với giá là 3.700.000 đồng. Những bộ đẹp xuất sắc như thế này các bác ạ, vẫn còn nguyên hộp, nguyên kiện, nguyên đồ chơi, 3.700.000 đồng. Tất cả các bác áp dụng cho những bộ micro này sử dụng cho mọi mục đích, lắp phòng hát chơi gia đình, hoặc là các bác sử dụng đi làm show, làm sự kiện cũng được. Còn ở đây em có một bộ em thấy các bác nhìn thấy có chầy chuộng đúng không ạ? Người ta đánh rơi này, người ta sử dụng là nó có bị nứt một tí kính này. Em thanh lý cho các bác bộ này với giá chỉ có 2 triệu đồng thôi. Đấy, các bác ai mà thích xấu, đấy, không đẹp, các bác lấy bộ micro này về chơi trong phân khúc gia đình cũng rất là đẳng cấp. Đấy, tất cả sản phẩm này em vẫn bảo hành cho các bác là 6 tháng hỗ trợ cho anh em chọn đòi. Các bác ai có nhu cầu sử dụng những bộ micro như thế này, thật sự phải dùng hai từ đẳng cấp nhưng lại không đắt tiền các bác ạ. Đấy, bảo hành cho các bác và bao ship toàn quốc luôn nha. Các bác ai có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại em để trên tiêu đề 0923 993 993. Xin cảm ơn.